Vâng, anh xin kính chào anh Quang Hòa ở Lào Cai và xin kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay bên em sẽ test một cái đôi mic OHF màu vàng gold dành cho anh Hòa. Thì đôi mic này thì nó chạy cái cục pin là 18650. Và hiện tại bên em đang cung cấp với giá là 590.000. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee hoặc là Lazada, các bạn đặt hàng ở trên đấy nhé. Tìm kiếm shop của bên mình có tên là linh kiện 789. Ok, thì ở đây em có bật hai tay mic lên và một ống thu, tín hiệu nó nhận bóng đèn màu led xanh. Ở đây em sẽ test âm thanh cho anh nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo, tay mic 1 hoạt động tốt này. Và đối với cái tay mic này thì nó có chế độ chỉnh tần số. Thì em bấm tần số để em test tần số luôn cho anh nhé. Ok, mic 1 hoạt động tốt này. Và đến tay mic 2. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo. Cả hai tay mic đều hoạt động rất tốt. Và đi kèm bên em cũng tặng kèm luôn cho anh một cái jack đơn 5 chân này để anh về kết nối tín hiệu, kết nối nguồn từ cái mạch thu này nhé. Ok, thì em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này và để về hàng cho anh. Đây là cái dấu ký hiệu trên tay mic nhé. Và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.